หายอยู่แล้วเนี่ยขอลงขอลงขอลงโน่นโน่นโน่นโน่นบวมขอลงนะแต่มาชิวฝังแล้วมาชิวฝังยังไงขอลงนี่มาแกงนี่แกhàng sới mới luôn. Chào anh em, hôm nay mới gặp con siêu phẩm mới mua anh em ơi. Ừ, ở nghe nói anh này mới mua à, ở dưới thằng bảy mới về nè. U đẹp quá, đẹp quá, siêu phẩm mới cài luôn. Má ơi, nó đẹp kìa. Đi sới anh em ơi, siêu phẩm mới mua cái chát luônrồi đã ghê không đó, nó 480 triệu á, đang coi như thế nó mới mua có mấy ngày đó nè. Rồi sở cái đám này nó là cái đám đầu tiên nè. Rồi nhấn xuống chơi luôn. Ồ nó đẹp kìa má ơi, con này là Belarus nha, Belarus loại mới luôn. Ồ men bánh bọng gì gai, gai gốc không anh em, mình phơi quá chừng ha. Rồi chạy tới luôn, hồi sức nó cỡ nào nha. Ô quá dữ anh em ơi. Rồi vườn tới kìa. Ô đẹp quá, đẹp quá. Ô quá dữ luôn. Rồi dần tới mấy cây mà. Mới mua nhà sới mới mua luôn. Cảm ơn người, có cái nói thì nó đẹp. Ôi đã dữ ta. Ồ để nó coi chạy gần đây, những cái hình cho anh em mình xem ha. Đó, con này là Belarus, nhưng mà không biết nó là 800 hay là 820 hay là dòng 9 nữa. Thì nó bự á anh em. Ôi rồi nó hai cầu kìa, hai cầu luôn anh em ơi. Ôi nó bự má ơi, siêu phẩm rồi, hôm nay gặp siêu phẩm mấy cày rồi. Đã đời chưa, đã đời chưa. Ô men, con này bườn tới đâu luôn đó anh em ơi, quá đã siêu phẩm mấy cày. Ô đó, nghe nói anh mới mua chưa có quen ý, anh chạy nó hay tắt máy anh em. Cái con này mới can xà beng luôn nha. Rồi tới luôn anh ơi, tới luôn, tới luôn. Rồi má nó bự nó mạnh kìa. Ở trước gắn là như là 2, 4, 10, 12 cục tạ vậy đó nè. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Nữa 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 buồn. Thôi gọi nó đẻ. Má là siêu phẩm. Đúng rồi, chưa hỏng nên rồi. Rồi rồi, nó mới ken nữa kìa. Rồi, tắm đi thôi. Rồi, nó mới. Rồi, cái dàn sới mới luôn. Rồi, đã gì ta. Máy cày mới rồi, dàn sới mới luôn anh em ơi. Ồ nó đẹp kìa. Má ơi. Belarus 820 ha. Đó, cái đợt trước á, thì nhã có quay một chiếc máy cày kéo mì ở trên bọ mẹt của chú Cường ha, nhóm chú Cường trên bọ mẹt á. Đó. Chuyên trồng mì ha, thu mua mì này nọ. Thì chúng cái mùa kỳ rồi chúng mua chiếc là Belarus 820 giá là 500 triệu nửa tỷ nha anh em. Còn chiếc này á mới can xà beng luôn. Ồ chiếc này mới đâu có thua chiếc kia ta, nó nghe nói là 480 triệu, không biết là có dàn sới luôn chưa. Rồi má ơi nó đẹp kìa, siêu phẩm luôn anh em ơi. Đó,
con nó chạy ha. Ôi đẹp quá em ơi, em đẹp quá em ơi, rồi chạy lại luôn, tới luôn, tới luôn anh ơi, siêu phẩm máy cày. Nó cái con mà Beirut 820 này đó anh em, nó có nhiều đời lắm, đời 2000 này nọ, 2006 nó thì nó rẻ hơn nhiều, nhưng mà máy cày bây giờ mà nếu đồ mới kiểu vậy nè là phải 400 mấy 500 triệu ha. Nó riêng con này là 480 triệu, Beirut 820, con này hai cầu luôn. Ồ, nước sơn này nọ còn bóng bóng ken luôn kìa, nó sơn bóng luôn, đẹp quá. Cái bánh bọng của nó này nè, bánh này chắc 18-430 quá, quá đẹp, quá đẹp. Con này thì 80 tấm mấy mã lực nha em, Beirut 820 còn logo luôn, logo đẹp quá, thấy mê ha. Đó, mang cái dàn sới ở sau, anh chủ máy cày mới lấy về nên chạy chưa có quen. Đó, con 480 triệu, hành trình bê tông nó là cỡ hơn trăm đó anh em. Ôi má ơi, nó đẹp kìa, siêu phẩm rõ ràng luôn ha, cực kỳ luôn, cực kỳ luôn. Khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh, rồi lên đây luôn em ơi. Nuôi rồi, cảm ơn em nhiều nha ha. Mời anh em xem tiếp cảnh máy cày khủng long mới mua ở Tây Ninh, quá đẹp anh em ơi. Bơi là rút 820 luôn. Nuôi đang xới đất nè, nặng máy ha, mình nó lấy cái chát luôn, 480 triệu. Anh em thấy đáng tiền không? Máy móc còn mới ken. Ồ, ghế còn cầm ở trên kìa anh em. Cái ghế của anh tài xế ngồi còn cầm lại luôn ha. Đẹp chưa? Khung cảnh máy cày Tây Ninh, máy ken xà beng, quá đẹp. Đó, cái con này là chạy đồng nào cũng ngon lành đó anh em, miễn nó không có ngập lúng là ok rồi ha. Ồ, đảo quá ta, đảo quá ta, anh em thấy không, đã đời, đã đời. Ta đang quẹo qua nè, mời ha. À, con này là Belarus 820, như vậy cái thông số vỏ của nó zin á là 18-430 nha anh em, cái bánh sau 18-430 là chuẩn của nó đó. À, quẹo lại nè. Rồi, cảm ơn em nhiều nha, chúc em khỏe nha. Ôi, mấy cái siêu phẩm trở lại nè anh em ơi. Quá đẹp. Ôi, con nó kìa. Mới mùa ha, mới cây sầu riêng luôn á. Anh em đang xem là khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh ha, mới lấy cái chép luôn, Belarus 820, 480 triệu. Anh em
điện này. Rồi, có nhà